Nơi đang phát cháy dữ dội là một xưởng chứa gỗ trên quốc lộ 1A, đoạn gần cầu Bình Phước 1, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ cháy xảy ra tối ngày 14 tháng 1 năm 2021 và đã được cơ quan chức năng chữa cháy nhưng vẫn còn âm ỉ đến rạng sáng ngày 15 tháng 1. Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 14 tháng 1, người dân phát hiện đám cháy lớn bùng phát từ nhà xưởng chứa gỗ trên quốc lộ 1A nên gọi nhau tháo chạy. Các công nhân sống gần khu vực cháy cũng thu gom tài sản rồi nhanh chân chạy thoát, đồng thời thông báo lực lượng chức năng xuống dập lửa. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh đã điều nhiều xe chữa cháy của các đơn vị gần kề cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt nhưng vẫn còn âm ỉ nên lực lượng vẫn tiếp tục phun nước xử lý hiện trường. Vụ hỏa hoạn không gây thương vong về người, tuy nhiên hầu hết tài sản trong nhà xưởng bị thiêu rụi, một phần dãy nhà trọ bị cháy xém nhưng không gây thiệt hại nhiều. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.